Ngọc Thơ kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin trụ trì chùa Ba Vàng bị kỷ luật vì vụ xá lợi tóc Phật. Ngày 4 tháng 1, AFI tiếng Việt loan tin Đại Đức Thích Trúc Thái Minh bị kỷ luật và phải sám hối sau vụ trưng bày tóc của Phật. Theo đó, trụ trì của chùa Ba Vàng là Đại Đức Thích Trúc Thái Minh vừa bị kỷ luật và phải sám hối sau khi trưng bày xá lợi tóc của Đức Phật tại chùa này gây tranh cãi vào cuối năm 2023. AFI dẫn báo Giác Ngộ, cơ quan ngôn luận của Giáo hội Phật giáo Việt Nam, hôm 4 tháng 1 cho biết, Ban Thường trực Hội đồng Trị sự khu vực miền Bắc của Giáo hội Phật giáo Việt Nam vừa có phiên họp tại Chùa Quán Sứ, Hà Nội để xem xét việc kỷ luật đối với Đại Đức Thích Trúc Thái Minh về việc trưng bày xá lợi tóc của Đức Phật. Hình ảnh Ban Thường trực Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam khu vực miền Bắc họp tại Chùa Quán Sứ về việc kỷ luật sư Thích Trúc Thái Minh. Báo Giác Ngộ trích lời Thượng tọa Thích Đức Thiện, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam cho biết, Đại Đức Thích Trúc Thái Minh và Chùa Ba Vàng sẽ không được tổ chức các sự kiện giao lưu quốc tế tại chùa trong một năm. Ban Trị sự tỉnh Quảng Ninh sẽ giám sát chặt hoạt động tôn giáo và truyền thông của Chùa Ba Vàng. Trong một bản tin trước đó ngày 2 tháng 1, AFI cho hay, Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh vào tối ngày 2 tháng 1 khẳng định việc Chùa Ba Vàng tổ chức triển lãm xá lợi tóc Phật những ngày qua là hoạt động vi phạm quy định của pháp luật về hoạt động triển lãm gây mất trật tự an ninh trên địa bàn, gây hoang mang trong dư luận. Bản tin dẫn thông báo mới đây của Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh, theo đó yêu cầu Chùa Ba Vàng không biên soạn, sản xuất các video, hình ảnh, tài liệu và gỡ bỏ toàn bộ các thông tin giới thiệu về vật thể được cho là xá lợi tóc Phật đã được đưa trên các trang thông tin của chùa của Đại Đức Thích Trúc Thái Minh cũng như các trang mạng xã hội có liên quan đến sự việc trên, gây dư luận phức tạp, làm ảnh hưởng đến an ninh trật tự và các hoạt động tôn giáo tín ngưỡng bình thường trên địa bàn. Hình ảnh vật được cho là xá lợi tóc của Đức Phật được chùa Ba Vàng trưng bày cho Phật tử chiêm bái. AFI cho biết từ ngày 23 đến ngày 27 tháng 12 năm 2023, chùa Ba Vàng có tổ chức rước trưng bày và chiêm bái xá lợi tóc Đức Phật, thu hút hàng vạn Phật tử đến chiêm bái. Vụ việc đã gây xôn xao dư luận với nhiều ý kiến trên mạng xã hội phản đối hành động này, bày tỏ nghi ngờ về cái gọi là sợi tóc Đức Phật có từ hàng nghìn năm trước và cho rằng chùa Ba Vàng đã thu hàng chục tỷ đồng trong vụ này. AFI cũng dẫn công văn gửi ra trước đó giải trình về vụ việc, trong đó Đại Đức Thích Trúc Thái Minh cho biết sợi tóc mà chùa Ba Vàng trưng bày vốn được tu viện Barami và Bảo tàng Xá lợi Phật Quốc tế Barami ở Myanmar bảo quản và cung rước đến chùa Ba Vàng cho Phật tử Việt Nam chiêm bái. Sư Thái Minh khẳng định không có việc lừa dối dư luận. Đại Đức Thích Trúc Thái Minh thỉnh xá lợi tóc Đức Phật tại chùa Ba Vàng. Theo thông tin được báo Giác Ngộ đăng tải, sự việc trưng bày xá lợi tóc của Đức Phật tại chùa Ba Vàng đã bị dư luận lên tiếng, nghi ngờ về nguồn gốc và tính chân thật của vật thể được chùa Ba Vàng gọi là xá lợi tóc Đức Phật, bảo vật quốc gia thiêng liêng của Myanmar. Dư luận hết sức xôn xao, liên tục trong nhiều ngày qua, không chỉ trên mạng xã hội, mà một số cơ quan báo chí chính thống cũng đã quan tâm, phản ánh, theo báo Giác Ngộ. AFI cho biết thêm, đây là lần thứ hai trụ trì của chùa Ba Vàng bị kỷ luật. Lần đầu tiên, ông bị kỷ luật đình chỉ mọi chức vụ trong Giáo hội Phật giáo Việt Nam và phải sám hối vào năm 2019 sau khi thực hiện hoạt động thỉnh vong cúng oan gia trái chủ, thu hàng trăm tỷ đồng mỗi năm, bị báo chí trong nước phát giác. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình cập nhật tin tức của Ngọc Thơ thời báo chấm đê với bản tin trụ trì chùa Ba Vàng bị kỷ luật vì vụ xá lợi tóc Phật. Ông Trịnh Văn Chiến nộp tiền khắc phục hậu quả của vụ án Hạc Thành Tower. Ngày 2 tháng 1 năm 2024, AFI tiếng Việt loan tin, cựu bí thư và chủ tịch Thanh Hóa nộp 45 tỷ đồng khắc phục hậu quả trong vụ án Hạc Thành Tower. Theo đó, cựu bí thư và chủ tịch tỉnh Thanh Hóa đã nộp mỗi người 22,5 tỷ đồng để khắc phục hậu quả sau khi bị khởi tố trong một vụ án tham nhũng liên quan đến dự án Hạc Thành Tower ở thành phố Thanh Hóa. AFI cho hay, theo truyền thông nhà nước hôm 2 tháng 1, Công an tỉnh Thanh Hóa xác nhận
cựu bí thư Trịnh Văn Chiến và cựu chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh này là Nguyễn Đình Xứng đã nộp tiền vào tài khoản tạm giữ của cơ quan công an nhằm khắc phục hậu quả trong hành vi đang bị điều tra. Các bị can khác trong vụ án cũng đã nộp tiền khắc phục, nhưng cơ quan chức năng không cho biết cụ thể là bao nhiêu. Hình ảnh bản tin trên AFA. Theo AFA, ông Trịnh Văn Chiến vào tối ngày 29 tháng 12 năm 2023 bị khởi tố, bị khám nhà và bị cấm đi khỏi nơi cư trú. Ông Chiến bị cáo buộc tội vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí. Trước đó, ngày 21 tháng 10 năm 2023, Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố bị can, cấm đi khỏi nơi cư trú với ông Nguyễn Đình Xứng, cựu Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thanh Hóa về cùng tội danh. AFA dẫn cáo buộc của Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, năm 2013, ông Chiến với vai trò Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thanh Hóa đã trực tiếp chỉ đạo việc tính tiền sử dụng đất cho công ty Sông Mã tại dự án Hạc Thành Tower theo đơn giá thấp hơn mức giá thực, làm thiệt hại cho ngân sách nhà nước hơn 55,8 tỷ đồng. AFA cho biết dự án Hạc Thành Tower ở thành phố Thanh Hóa có diện tích hơn 2.900 m2, nằm ở vị trí được cho là đắc địa của thành phố, là tuyến phố trung tâm buôn bán sầm uất bậc nhất thành phố Thanh Hóa. Hình ảnh ông Trịnh Văn Chiến bị kỷ luật đảng. Theo truyền thông nhà nước, dự án đã đi vào hoạt động nhiều năm. Hiện các tòa nhà được doanh nghiệp chuyển nhượng hoặc cho thuê làm trụ sở ngân hàng, khách sạn, nhà hàng, spa. AFA cho biết thêm, ngoài cựu bí thư và cựu chủ tịch tỉnh, một loạt các quan chức khác thuộc tỉnh này cũng đã bị bắt giữ với cáo buộc lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ và vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí trong vụ án này. Những người bị bắt giữ bao gồm bà Đinh Cẩm Vân, cựu giám đốc Sở Tài chính Thanh Hóa, ông Nguyễn Bá Hùng, cựu phó giám đốc Sở Tài chính, ông Văn Xuân Hùng, cựu trưởng phòng quản lý công sản giá cả Sở Tài chính đã nghỉ hưu, ông Cù Đình Hiền, cựu phó chánh văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh Thanh Hóa và ông Bùi Văn Nam, cựu phó phòng kinh tế tài chính thuộc văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh Thanh Hóa. Hình ảnh vụ tai tiếng với hot girl Quỳnh Anh. Trước đó, báo Dân Trí ngày 2 tháng 10 năm 2023 cho hay, Ban chấp hành Trung ương Đảng đã quyết định kỷ luật ông Trịnh Văn Chiến tại Hội nghị Trung ương 8 với lý do suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, vi phạm quy định những điều đảng viên không được làm. Không chỉ riêng ông Chiến, Bộ Chính trị quyết định kỷ luật cảnh cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa nhiệm kỳ 2010-2015 và nhiệm kỳ 2015-2020. Từ năm 2017, ông Trịnh Văn Chiến đã dính scandal nâng đỡ không trong sáng với hot girl Quỳnh Anh của Thanh Hóa. Theo đó, cô Trần Vũ Quỳnh Anh sinh năm 1986, có quá trình thăng tiến thần tốc và sở hữu nhiều biệt thự, xe sang. Báo Dân Trí dẫn hồ sơ của cơ quan chức năng cho biết cô Quỳnh Anh từng làm tạp vụ tại Liên đoàn Lao động tỉnh Thanh Hóa, nhưng chỉ trong vòng 4 năm, cô từ một nhân viên thuộc trung tâm của Sở Xây dựng vào tháng 1 năm 2021, nhanh chóng trở thành một trưởng phòng thuộc sở này năm 2015. Dư luận cho rằng cô Quỳnh Anh là bồ nhí của bí thư Trịnh Văn Chiến và hai con của cô là con của ông Chiến. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình cập nhật tin tức của Ngọc Thơ Thời báo.d với bản tin Ông Trịnh Văn Chiến nộp tiền khắc phục hậu quả vụ án Hạc Thành Tower. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này để nhiều người cùng biết, cũng như bấm nút đăng ký kênh YouTube và Facebook của Thời báo.d để được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Ngọc Thơ Thời báo.d.